dễ càng đương tốt. Chị bán hàng online, em có thể kết bạn Zalo với chị được không? Dạ được ạ, nhưng mà điện thoại em để quên ở trên xe rồi. Để em lên em lấy, chị đợi em một lát nhé. Em đừng sợ, nó chỉ muốn trộm đồ trên xe của em thôi. Em chỉ cần đánh xe ra chỗ xa xa là an toàn. Ông Nhân chị ơi, chị còn chưa cho em số Zalo cơ mà. Mọi người chú ý, khi xuống xe cần phải kéo cửa xe để kiểm tra lại. Bọn trộm có thiết bị mã hóa làm nhiễu sóng trong vòng 10 mét, khiến cho xe không tự động khóa lại được. Chúng sẽ vào trộm tài sản trong xe của bạn. Chào cô, cháu là du học sinh. Ở đây cháu có một tờ sổ số trúng 70 triệu, nhưng mà cháu lại không có chứng minh thư nên là không nhận thưởng được. Bây giờ cháu bán lại cho cô với nửa giá thôi ạ. Số đầy đủ, chắc là thật. Này, tôi phải lĩnh đầy đủ cái chỗ tiền này tôi mới đưa cho cô được. Ok cô, không thành vấn đề. Đây là số điện thoại của đại lý sổ số. Cô cứ gọi cho người ta là sẽ nhận được thưởng. Tiền của anh rơi này. Cô đừng gọi, đây là lừa đảo đấy ạ. Lúc nãy cháu có nói là tiền của ai rơi thì cả hai người đều quay lại cùng một lúc. Phản xạ nhanh như vậy chắc chắn không phải là du học sinh không thành thạo ngôn ngữ, mà số điện thoại vừa nãy cô ta gọi ấy, chắc chắn là cùng đồng bọn với cô ta đấy ạ. Họ sẽ nói là phải đóng tiền thuế hay là quyên góp để lấy tiền luôn cô ạ. Chắc chắn đây là lừa đảo rồi. Còn nếu như mà là du học sinh thật thì nếu như trúng sổ số có thể lấy hộ chiếu để lĩnh thưởng cơ mà. Chuyện của nhà bà à? Cô ơi, bọn lừa đảo bây giờ có nhiều chiêu trò tinh vi lắm cô ạ. Mình mà nhẹ dạ cả tin là chết. Lần sau cô cẩn thận hơn nhé ạ. Có ai không? Giúp mẹ con tôi với. Có chuyện gì cô? Con trai tôi đang đi tự nhiên bị lên cơn đau tim. Để cháu gọi cấp cứu ạ. Tôi gọi mãi rồi nhưng không có sóng. Cô giúp tôi đưa đứa mẹ con tôi đến bệnh viện cấp cứu với. Thế bác đỡ anh ấy lên xe đi ạ. Đừng lên xe, bọn họ lừa cô đấy. Nhanh lên cô ơi, con trai tôi nguy mất. Đừng diễn nữa, một người bị bệnh tim thì không thể nào di chuyển dễ dàng như thế được. Nếu con trai của bà có bị bệnh tim thật thì bà phải là người biết rõ điều này chứ. Mở cái khu này ấy, không thể nào không có sóng điện thoại được. Bà cố tình nói như thế để cho cô ta không gọi điện cho xe cứu thương đúng không? Tôi lớn tuổi rồi, hôm mà vu oan cho tôi như thế là không hay đâu đấy. Anh ta hoàn toàn mất ý thức, cơ thể lại còn to lớn nữa. Bà đỡ anh ta lên xe dễ dàng như vậy hay sao? Cô đừng nghe cô ta nói vớ vẩn. Nếu như bà thương con trai bà như thế thì bà phải ngồi ở ghế sau để tiện theo dõi và quan sát bệnh tình của anh ta chứ. Thế mà bà lại đoàn hoàng ngồi lên ghế đằng trước. Chắc chắn các người muốn buộc cô ta lên xe để làm điều xấu đúng không? Các người muốn gì? Chỗ này nguy hiểm lắm, mình chạy đi. Sao em uống nhiều thế? Thôi bây giờ để anh đưa em về nhá. Ôi con gái con lứa uống nhiều thế không biết. Để anh đưa em về nhá. Ôi anh chị ơi, anh làm rơi đồ này. Cảm ơn cô nhá. Đấy, có mỗi cái khăn thôi mà em làm rơi. Để anh đưa về nhá. Nào, lên xe nào. Cảm ơn cô nhá. Anh định đưa cô đi đâu? Hóa ra là chị gái người yêu cũ à? Mật mã móc sơ. Cô ấy cần mình giúp. Sao cô lại ở đây? Anh ta là ai đấy? Tôi là người yêu của cô ấy, đi thôi. À khoan đã, lâu ngày không gặp, hôm nay lại gặp nhau giữa đường như thế này. Cô phải trả nợ cho tôi đi chứ. Nợ nào? Thì là ngày xưa cô yêu em trai của tôi và có vay tôi 20 triệu mà đến bây giờ vẫn chưa trả. Thế nên là bây giờ cô trả tiền ngay và luôn cho tôi đi chứ. Bây giờ bọn tôi đang bận, tôi sẽ bảo cô ấy chuyển tiền cho cô sau. Không, tôi đâu có ngu, tôi muốn phải trả tiền luôn cơ. Còn nếu không ấy, anh bận việc thì anh cứ đi, tôi ở lại nói chuyện với cô ta. Tôi có tiền trong thẻ đấy. Này cất đi, tôi làm sao mà biết được trong thẻ của anh có tiền hay không. Tôi muốn tiền mặt cơ. Cô vừa phay phải rồi nhá. Tôi báo công an đấy. Tôi báo hộ anh rồi. Em có sao không? Em không sao, em cảm ơn chị nhiều nhá. Mà anh ta là ai đấy? Em cũng không biết nữa. Từ xưa anh ta bảo em chỉ đường, xong rồi bắt em đi theo luôn. Mà đây có phải là ví của anh ta không? Dạ. Mẹ cứ yên tâm, con vẫn ổn mẹ ạ. Vâng ạ. Mẹ đừng lo nhá. Rõ ràng trước khi ra khỏi nhà, mình nhớ là mình đã tắt hết bóng đèn rồi cơ mà. Chẳng lẽ mình quên? Mình đa nghi quá rồi. Hãy
bạn nữ ở một mình nên chú ý, phải cẩn thận trước và sau khi ra khỏi nhà để tránh kẻ xấu lẻn vào nhà của mình. Ái ôi, đâm chết người rồi. Hôm nay anh không để tôi 5 triệu ấy, đừng làm rời đi. Này anh, tôi thấy hết cả rồi, là anh cố tình đâm vào xe. Tôi quay video này. Cô cứ nhớ mặt tôi đấy. Cảm ơn cô nhá. Không có gì, để em gửi video cho anh nhá. Anh là người đã ly hôn, anh còn có con đang học tiểu học. Chỉ cần được ở bên anh thì điều gì em cũng chấp nhận. Alo. Vợ con anh đang trong tay chúng tôi. Nếu không đưa được 100 triệu thì đừng mong gặp lại. Anh ơi, cứu em ơi. Bình tĩnh lại họ, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Xảy ra chuyện rồi. Em không sao chứ? Không sao ạ. Con đâu? Con đang học ở trong phòng. Anh tưởng hai người bị cóc. Bắt cóc quá, em vừa đón con đi học về, lại còn bị cóc mất điện thoại nữa. Bố mẹ đưa tiền ở đâu? Hả? Nói nè. Phòng 2007 có ai ở nhà không ạ? À? Mở cửa cho tôi ghi số nước vậy ạ? À? Ơ, à, sao con lại ở nhà một mình thế này? Bố mẹ con đâu rồi? Bố là chú của cháu bé, hôm nay bố mẹ đi vắng nên là tôi sang trông. Bố mẹ con đi siêu thị. Có người đến chơi, sao bố mẹ mua lại để con bé ở nhà một mình được? Đến nhà chơi mà cả giày cũng không tháo ra. Thế thì cho tôi vào bên trong ngồi đợi một chút cũng được. Chắc là giờ này bố mẹ cháu cũng sắp về rồi đúng không? À, mà hôm nay công an khu vực ấy đang đi đến từng nhà để phổ biến kiến thức an toàn đấy. Lúc nãy tôi thấy người ta đi đến tầng dưới rồi. Nếu mà có không tiện thì ngồi ở đây để nghe luôn, rất hữu ích cho cậu đấy. Thôi, bây giờ cũng được. Để hôm khác chú sang chơi nhá. Từ giờ trở đi, nếu như có người lạ gõ cửa hoặc là nói gì, con nhất định không được mở cửa. Phải khóa cửa thật chặt, gọi điện cho bố mẹ hoặc là bảo vệ của tòa nhà. Con nhớ chưa? Con nha. Các con cũng nhớ nhá. Sao thế hả con? Không có gì đâu con. Về thôi con. Chào anh, tôi là gia sư. Không biết cháu nhà mình có cần thuê gia sư dạy học không ạ? Không cần đâu, con gái tôi học giỏi lắm. Đúng rồi ạ, con học giỏi lắm. Môn tiếng Anh của con được 113 điểm cơ. Cô có thể đi được rồi đấy. À quên, lúc nãy cháu bé có làm rơi chiếc giày. Con bé nó cũng hậu đậu lắm, tôi cũng không để ý. Cảm ơn cô nhé. Cũng đến giờ tôi phải đi dạy rồi, cảm ơn anh. Ôi kìa,